Chào tất cả anh em đến với shop của Trần Đạt anh em nhé. Thì hôm nay mình xin được giới thiệu với anh em một cái bộ cam cò của Thái nha anh em nhé, made in Thái Lan. Thì cái này là mình cũng nói thẳng luôn là hàng tuồn từ trong công ty ra anh em ha. Nó là mới nhưng mà nó tuồn từ trong công ty ra, thì cái giá mình nhận được ở cái nhà phân phối á, thì bên ấy mình có một cái nhà phân phối chuyên tuồn hàng ở trong công ty ra, thì nó rất là rẻ anh em. Cái bộ này về Việt Nam nó chỉ có dao động ấy, thì nó chỉ khoảng 600 đến 700 ngàn thôi. Cho nên là mình lấy cho anh em cái giá là 650 ngàn anh em ha. Thì nếu như mà những anh em nào mà chúng ta có chơi cái dòng cam cò mà của Alpha ở Việt Nam ấy, thì anh em sẽ biết là cái giá cam cò mà anh em vô hết Honda anh em mua ấy, là cây cam nó khoảng vào 1 triệu hoặc 1 triệu mấy hoặc 900 tùy chỗ bán nha. Cam zin ấy. Và cái cò thì cứ một con là nó khoảng 5-700 ngàn gì đấy một con, hay một cặp nó khoảng 1 triệu. Thì bộ cam cò nó bị chi rồi khoảng 1 triệu mấy, 2 triệu tùy vào cái nơi bán và cái người ta ăn chân lật như thế nào. Còn riêng cái này thì mình bao cho anh em nha, đúng hàng Honda Thái Lan của Quay Thái 110. Thì bây giờ mình sẽ cỡ ra để mình quay cho anh em coi ha. Thì cái này về số lượng mình bán thì nó được nhiều anh em, tại vì bên đấy nó có nhiều và nó vẫn sản xuất. Cái này nó không phải là tồn kho anh em nha, cái này nó là hàng zin mới 100% chứ không phải là tồn kho nha anh em nha. Tồn kho nó không có nhiều đâu anh em, tồn kho là anh em chỉ được vài bộ là anh em hết à. Cho nên là mình ít bán tồn kho lắm, với lại tồn kho nó đắt lắm, tại vì cái giá đấy là cái giá người ta tự nâng lên. Còn cái hàng này đó là tuồn trong công ty ra thì nó rẻ hơn nhiều, và chất lượng nó thì mình chắc chắn với anh em là nó ok và xài rất là êm, rất là ok nha. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em coi anh em. Bây giờ mình sẽ cắt ra nha anh em nha, cắt thẳng ra cho anh em coi nha, quay trực tiếp luôn rồi anh em. Thì đây là cái cây cam này anh em, cỏ thì mình cũng sẽ cắt ra cho anh em coi luôn nha. Rồi đây nè, cò thì mình cũng mới vừa bỏ ra đây nha anh em nha. Đây, bỏ luôn hai cái này đào bên đi. Rồi thì cò đây, cò là con cò mới chưa sử dụng và cam cũng chưa sử dụng, cam mới ha, gối cam rất là đẹp luôn. Đây nè, gối cam rất là ok nha. Đây, nó có dính một nốt mực ở đây nè, nốt mực của nhà sản xuất nó dính đây nè. Đây, nha, đây cây cam rất là đẹp này, gối là chuẩn tuyệt vời luôn nha. Cam là có bạc đạn zin nha anh em nha, bạc đạn zin NTN nha. Này anh em thấy không? Còn những cái cam bình thường ấy, cam nó ghi thường nó ghi ở đầu là chữ Lisa. Cam này là cam có 3 dòng mã hay 2 dòng mã vậy anh em? 3 dòng. Một dòng là dòng ghi chữ da băng, một dòng là ghi chữ NTN. Và một dòng là một dòng mã ha, nhận mã này 54 số nhá. Bên này là có tới 4 dòng mã. Đây. Một dòng mã này, hai dòng mã này, ba dòng này. Và 4 dòng này da băng 165C, hình như cái này nó là cái chất liệu hay sao anh em. Đấy. Thì một cây cam này bán chung với một cặp cò này giá là 650 ngàn nha anh em nha. Cái cò này là chưa sử dụng nha anh em, có mã ở trên luôn, có mã số ở trên nha, đánh dấu con cò luôn, cò rất là đẹp này anh em. Cầm lên anh em sẽ thấy nó, mình lấy dầu mình lau sơ qua là anh em thấy nó ánh bảy màu nha. Ánh bảy màu nha anh em nha. Đó. Nha anh em nha. Ánh bảy màu rất là đẹp nha. Thì những anh em nào mà chúng ta có nhu cầu anh em có thể liên hệ mình nha, số điện thoại 0915434973 nha anh em nha. Đó, thì một bộ 650 ngàn nguyên đai nguyên kiện từ trong nhà máy là bên nha anh em nha. Thì mình sẽ khi mà giao cho anh em là sẽ có đầy đủ một bộ như vậy nha. Cái này nó không có ốc chỉnh nha anh em. Nếu mà anh em lấy ốc chỉnh với lại mắt kiếng thì mình sẽ bỏ vào cho anh em tính thêm 50 ngàn nữa thôi nha anh em nha. Đó, thì những anh em nào có nhu cầu anh em có thể liên hệ mình số điện thoại 0915434973 nha anh em. Hàng rất là chất lượng và mình tin chắc là nó khắc phục được cái tình trạng đó là bao anh em không có bị còn kêu cam kêu cò nữa nha. Cam cò rất là êm, đầu bỏ rất là êm nha anh em. Rồi thì anh em nào có nhu cầu anh em có thể liên hệ mình số điện thoại 0915434973 anh em nhé. Đây, một bộ như vậy đây. Đó.